Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin về việc bắt giữ đối tượng đốt nhà con nợ ở huyện Tiên Lữ. Theo đó, hơn 2 tháng qua, nhà anh Hoàng Văn Thụy, thôn Thống Nhất, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, hai lần bị kẻ gian đột nhập qua tường rào và dùng xăng đốt nhà và tài sản, gây thiệt hại trên 55 triệu đồng. Vụ việc gây hoang mang cho gia đình và người dân nơi đây. Gần đây nhất là ngày 25 tháng 3 năm 2024, kẻ gian lợi dụng gia đình anh Thụy đang ngủ, lẻn vào đốt khung cửa gỗ và đồ gia dụng trị giá thiệt hại khoảng 14 triệu đồng. Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 19 tháng 1 năm 2024, gia đình anh Thụy bị kẻ gian dùng xăng phóng hỏa làm cháy hư hỏng hoàn toàn 2 xe máy và 2 xe đạp, tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 40 triệu đồng. Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo công an huyện Tiên Lữ điều tra xác minh và đã xác định đối tượng gây ra vụ việc trên là Vũ Thế Trung, sinh năm 1986, trú tại khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, hiện đang sống cùng bạn gái tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 20 giờ ngày 26 tháng 3, công an huyện Tiên Lữ đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trung, thu giữ một xe điện, một áo khoác, một mũ bảo hiểm, một con dao nhọn. Đối tượng khai đã mang theo trong lúc thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trung về hành vi hủy hoại tài sản. Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận do anh Thụy vay tiền của Trung nhưng không trả, nên đối tượng bức xúc đã thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà anh Thụy vào ngày 19 tháng 1 và ngày 25 tháng 3 năm 2024. Hiện công an huyện Tiên Lữ đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.